Xin chào các bạn. Hôm nay mình cùng các bạn chúng ta đi đến thăm tòa nhà Landmark 81 tầng cao nhất Việt Nam nha. Khi lên tòa nhà Landmark này thì chúng ta sẽ được ngắm cái Sài Gòn ở từ trên cao. Vậy thì chúng ta muốn ngắm được Sài Gòn từ trên cao thì chúng ta nên đi vào buổi chiều tối nha, để vừa ngắm được thành phố vào ban ngày và thành phố vào ban đêm khi lên đèn. Để đi lên trên cái tòa nhà này thì chúng ta phải từ cái tầng trệt đó, chúng ta phải đi xuống dưới tầng hầm để mua vé. Và khu dưới tầng hầm này rất là rộng, chúng ta phải hỏi thăm mãi mới tới được cái chỗ bán vé để mua vé đi lên. Khi đi lên trên cao thì chúng ta đi bằng thang máy, và thang máy ở đây thì đi rất là nhanh, thoáng một cái chúng ta đã thấy lên tầng hơn tầng 40 rồi bây giờ. Nhưng mà thang ở đây thì nó không có bị giật, không gây chóng mặt các bạn ạ, đúng là hiện đại có khác. Nhưng có điều chúng ta thay đổi độ cao đột ngột nên là làm cho mình cũng hơi ù tai một chút. Ngoài trời hôm nay không có nắng nên là mình đi lên thì thấy chụp xuống dưới thì nó cũng hơi âm u nên là không có được rõ lắm, thì các bạn cũng ngắm đỡ vậy nha. Và bây giờ chúng ta nhìn sang bên đây, đấy là sông Sài Gòn, bên kia là quận 2, tiếp vào bên kia là quận 2 đó. Và đây là cây cầu Sài Gòn. Bên cạnh cầu Sài Gòn chúng ta thấy có một cái dải màu trắng, đó chính là đường sắt trên cao đang xây dựng đó các bạn. Bây giờ chúng ta cùng nhau ngắm sang phía bên đây nha. Khu bên đây là khu Văn Thánh. Phía cái đám rộng rộng xanh xanh kia đó là công viên Văn Thánh. Nó nằm bên trái của mình đó. Còn bên phải thì đó là cái tòa nhà cao ốc và mới xây ở trên cái chợ Văn Thánh lên. Chúng ta qua bên đây chúng ta thấy Sài Gòn Pearl, và bên ngoài kia đó là cầu Thủ Thiêm. Phía bên kia cầu Thủ Thiêm thì chúng ta thấy đó là phần đất của quận 2 đang xây dựng dở, vẫn đang tiếp tục xây dựng. Khu đó là khu của phường An Khánh, gần với bến phà của Thủ Thiêm cũ ngày xưa. Thank you.
chụp kiểu đi, chụp kiểu đây đi. Để đi lên trên cao thì chúng ta đi bộ lên tầng 81. Lên đúng đỉnh 81 luôn đó hả? Để hết luôn này đó hả? Mình lên trên chóp luôn đó hả? Đúng rồi. Cắt. Nó bảo chụp ảnh chứ biết chỗ nào ta? Lấy cái ảnh lên rồi. Và bây giờ mời các bạn tham quan Sài Gòn ban đêm từ trên cao nha. Đó, dưới phố thì đã lên đèn. Đó, có cái là máy của mình cũng không có được chuyên nghiệp cho nên chúng ta không có quay được rõ và nhìn nó như vậy thôi. Và các bạn thấy không? Cái phim hôm nay mình quay không có nét, không có đẹp. Là có một cái lý do là không phải là dân thích độ cao và leo cao chuyên nghiệp. Chân đứng ở trên này run lắm các bạn ạ. Tự nhiên cái ớn lạnh nó chạy dọc xuống lưng và đứng cái chân có vẻ hơi run. Rất là sợ. Vậy thì những ai mà những người sợ độ cao thì chúng ta lên nhưng chúng ta đứng ở phía trong nha, đừng có đứng ở phía ngoài nhoái ra ngoài. Như mình cố để mình quay phim á, như đây là cũng ớn lắm. Nhưng mà muốn khám phá thì chúng ta phải chấp nhận thôi. Mặc dù bên ngoài là từng cửa kính, bằng kính hết, mình đâu có rơi được ra đâu. Bây giờ chúng ta chuẩn bị đi xuống nha. Và xuống thì chúng ta vào xuống từ tầng 81 luôn. Khi bắt đầu xuống thì thang máy cũng đi từ từ, một hồi thì nó mới đi rất là nhanh. Như ta thấy các số nó nhảy vun vút. Và khi gần xuống đến nơi thì thang máy lại từ từ đi chậm lại. Bây giờ ra khỏi tòa nhà này thì chúng ta đi ra bãi giữ xe, nhưng mà dân đến trời đông lắm, không có lối để đi bằng đường bộ luôn. Thì chúng ta phải qua đường để ra bãi xe bằng cái cầu đi bộ này đây các bạn. Nhưng mà nhìn rất là thơ mộng. Đứng từ đây du khách chúng ta có thể chụp hình các cái phong cảnh xung quanh rất là đẹp.